thiệu cho mọi người một cái em ủ tóc rất là nổi tiếng ở Thái Lan luôn, và hiện nay các bạn sử dụng rất là nhiều. Có thể nói đây một trong những cái loại mà spa hay là các bạn sẽ salon sử dụng rất là nhiều để ủ tóc luôn, bởi vì cái hiệu quả nó mang lại rất là cao, và đặc biệt là giá thành nó lại rất là tốt nữa, bình dân luôn đó. Mình thấy là cái sản phẩm, rất là nhiều cái sản phẩm của Thái Lan nhé mọi người nhé, là các bạn sẽ thấy là hàng thì các bạn sẽ thấy là tốt, mà lại giá thành lại cũng tốt luôn mọi người ạ. Nó rất là nhiều luôn so với nhiều loại trên thị trường, về cái giá thì nó chênh lệch cực kỳ là nhiều, nhưng mà đặc biệt là nó hiệu quả cao chứ không phải là không hiệu quả mọi người nhá. Thì cái loại này chuyên dùng cho salon spa để ủ tóc cho khách hàng luôn, bởi vì nó siêu mượt luôn mọi người ạ, nó siêu mượt luôn. Đây là ủ tóc tím keratin đến từ Thái Lan mọi người nhá. Thì hôm nay thì mình sẽ nói cho bạn cái thành phần cũng như là cái công dụng cái sản phẩm ủ tóc tím này. Thì các bạn sẽ thấy là thành phần của nó, thì các bạn sẽ thấy là thành phần nó chính là tinh chất bạc hà trà xanh đó đó, rồi nó bao gồm thành phần chính như là mật ong, dầu ô ly, bạc hà, vitamin E. Trong đó thì bạn sẽ thấy là nó dưỡng ẩm cho tóc này, làm sạch da đầu và kích thích tế bào mới cho da đầu đó. Đặc biệt là trà xanh thì có chứa nhiều caffeine, có khả năng là cân bằng testosterone đấy, giúp ngăn ngừa rụng tóc và kích thích mọc tóc đó. Như vậy là các bạn sẽ thấy là nó vừa có tác dụng là mềm mượt tóc, và đặc biệt là kích thích mọc tóc, chống rụng tóc cho mọi người luôn đó. Và cái sản phẩm này thì các bạn chỉ cần ủ cho mình tầm 30 phút là các bạn thấy, một tuần là các bạn ủ lấy tầm 2-3 lần là các bạn sẽ thấy là tóc tai gọi là ok luôn, và đặc biệt là cái mùi nó không có bị hôi mọi người nha. Đấy, dùng là không bị hôi gì cả luôn. Cái ủ tóc tím này thì mình thấy là nhiều người dùng mà giá thành rất là tốt luôn đó mọi người. Đấy, hiện nay thì có rất là nhiều cái hàng nhái, nên là các bạn mua hàng chính hãng tại những nơi là uy tín thì nó sẽ được hàng chuẩn cho mọi người. Thì cái sản phẩm này thì nó sẽ có mã QR để check code ở trên này. Các bạn dùng phần mềm các bạn check trên này thì nó sẽ ra đường link chính hãng của công ty là ok. Nó còn thắc mắc cho cái sản phẩm ủ tóc keratin tím của Thái Lan này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số là 0985 328 298 thì mình sẽ tư vấn cụ thể mọi người nhá. 0985 328 298 là số điện thoại của mình ạ. Ok, xin chào cả nhà.